Mình toàn Amigo. Hôm nay xin đập hộp giới thiệu với anh em một mẫu phở hot của 2019 mới ra đầu năm 2019 ở Nam Sô. G mẫu GE300. Hôm nay thì Amigo Guitar Shop mới mới về lô hàng. Đập hộp giới thiệu cho anh em. Wow. Đây có rất là nhiều tính năng ha. Wow. Anh em có thể thấy đây là Wistar Guide này, hướng dẫn nhanh. Mình để bên đây qua đây, GE300 trên tay mình đây, anh em thấy. Wow. Cái vàng phía sau mà official. Wow. Sẽ có là sẽ có thêm là cái những cái nút gắn này. Nút gắn để mình đạp lên những cái switch này cho chống trượt cho nha. Dây USB. Và đây là dây nguồn. Có đầy đủ. Gắn rồi thử một miếng gắn rồi. Cũng khá là ok, mua luôn nha anh em, chính của hãng hết ha. Này, mình sẽ mở cái hộp của Mister. Trên đây là anh em sẽ thấy là hướng dẫn rất là chi tiết những cái tính năng của GE 300. Đây, ở phía sau này là những cái nào chúng ta có đầy đủ hết ha. Đây, hướng dẫn đầy đủ hết. Và cái về đặc biệt so với GE200 này, mình thấy cái này nó có là về cái connection á. Nó sẽ chỉ cho mình là anh em muốn chơi theo dạng AM hay chơi theo cái gì. Power AM cũng có ha. Những thiết bị bên ngoài, connect guitar amplifier. Đây là for couple, metal, for guitar amplifier. Có 6 cái connect khác nhau. Thì những cách connect như thế nào trên đây đều hướng dẫn cụ thể cho anh em. Ok. Rồi sau đây mình sẽ lên nguồn để thử ha. Wow. Quá hấp dẫn. Wow. Ok. Anh em sẽ thấy là mình có cái đây là volume master nó ra. Mình kèm băng đây. Băng tiếng mình muốn chuyển đổi là đây ha. Khi mình chuyển đổi băng tiếng bằng hai cái thao tác này và đây là những nút cần gá control của mình muốn hiệu ứng là mình ở trên đây. Còn mình muốn trong một băng nó sẽ có là 4 tiếng khác nhau. Giả sử mình quay về băng này, mình muốn tiếng nó là A đây thì mình chỉ cần đây thôi. Ok. Control 3 này mình nhấn này là bỏ reverb. Muốn thì mình thêm vào. Rồi ok. Ok. Còn mình muốn chuyển qua một cái băng khác thì anh em chỉ cần nhấn đây là chuyển qua băng. Ok. Giả sử đây. Thank you.
thiệu sơ vậy thôi. Mình sẽ có những cái clip sau để hướng dẫn một cách cụ thể về cách sử dụng của Moer ghẻ 300. Anh em quan tâm có thể liên hệ Amigo Vita Shop, đều là chính thức của Moer, sẽ có giá cực tốt cho anh em. Cảm ơn anh em, hẹn anh em những clip sau.